Theo thống kê của Cục Hàng không, dịp cao điểm Tết Nguyên đán năm 2024, dự kiến sẽ có hơn 24.000 chuyến bay nội địa. Hiện nay, nhiều chuyến bay nội địa đã có tỷ lệ đặt chỗ hơn 90%. Trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 1 năm 2024 đến ngày 25 tháng 2 năm 2024, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24,2 nghìn chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ. Chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9,6 nghìn chuyến, tăng 60% so với cùng kỳ. Đối với chiều từ các sân bay địa phương về thành phố Hồ Chí Minh, các chặng đang có tỷ lệ đạt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết âm lịch 13 tháng 2 năm 2023 tới ngày 19 tháng 2 năm 2023, tức mùng 4 tháng Giêng tới mùng 10 tháng Giêng âm lịch, như các chặng từ Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh 97%, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh 79%, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh 83%. Còn đối với các đường bay trục thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Nội, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy giai đoạn từ ngày 3 tháng 2 năm 2024 tới ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức 24 tháng Chạp tới mùng 6 tháng Giêng âm lịch, đạt trung bình từ 30% tới 40%.